Thanh Phú xin chào quý vị. Chào tất cả anh chị em. Vẫn tiếp tục cuốn video chia sẻ những tác phẩm cây bonsai để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng thưởng lãm và giao lưu. Hiện tại Thanh Phú đang ở thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Đây là nhân dịp triển lãm sinh vật cảnh khu vực miền Trung Tây Nguyên mở rộng năm 2023 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và phía trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, đây là một gian hàng được trưng bày những tác phẩm cây bonsai. Và gian hàng này đến từ nhà vườn Thành Đạt Quy Nhơn. Thì cuốn video hôm nay Thanh Phú xin phép để ghé qua cũng như chia sẻ những tác phẩm cây bonsai hiện có tại nơi đây để quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng thưởng lãm và giao lưu. Đấy, mà một gian hàng nằm ngay trục đường Nguyễn Tất Thành, góc Chu Văn An. Kính mời quý vị cùng anh chị em ở gần ghé qua tham quan chiêm ngưỡng. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em có ở xa thì liên hệ thông qua số điện thoại có trên màn hình cùng tham khảo và giao lưu những tác phẩm cây bonsai. Đấy, mọi thông tin chi tiết quý vị cùng anh chị em cứ nhấc máy lên liên hệ theo số điện thoại có trên màn hình để cũng gặp gỡ nhà vườn. Đấy, khá là chỉnh chu cho những tác phẩm cây bonsai đủ size, đủ kích cỡ cũng như nhiều chủng loại. Đấy, thì vừa qua Thanh Phú tổng quan sơ một cái không gian trưng bày những tác phẩm bonsai. Rồi bây giờ Thanh Phú mời anh chị em cùng đi vào chi tiết cùng xem ngắm. Để gửi đến quý vị cùng anh chị em một tác phẩm hoàng anh mộc cũng như một tác phẩm dối. Về tác phẩm dối, tác phẩm hoàng anh mộc này, đấy, trước màn hình quý vị cùng anh chị em cùng xem qua về phôm dáng cũng như bộ cốt, dàn tán và chi râm. Xây này tầm chắc cũng tầm 4 người bê nặng. Một tác phẩm hoàng anh mộc có bộ cốt đẹp, đấy, dàn tán, dàn râm. Rất nghệ thuật bầu cốt. Đấy, một tác phẩm dối đứng trước một không gian quá là đẹp mắt.
xây kích tầm 4 người bê nặng. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu thích thì nhấc máy lên để liên hệ với nhà vườn. Và có những tác phẩm như Tùng Đài Loan, Sam, Mai Chiêu Thủy. Và xa xa có một tác phẩm dúi rất là nghệ thuật, hàng xe kích lớn. Đấy, quý vị cùng anh chị em xem hết cuốn video này để chiêm ngưỡng và thông qua. Đấy, một số hình ảnh mà thành phố chia sẻ. Đây, một tác phẩm Tùng Đài Loan, xây cũng tầm 4 người bê. Và để tiếp theo có những tác phẩm Sam, hàng bưng bê tầm 1-2 người bê, rất là đẹp mắt. Những cây Sam già nuôi lâu và nằm trên những chiếc lu bèo. Và có cả Mai Chiếu Thủy, xây này tầm 3 người bê. Và tiếp theo một tác phẩm tầm 1 người bê nặng, một tác phẩm dúi. Những tác phẩm này rất là già quý vị. Một người bê nặng quý vị. Bộ cốt đẹp. Đây, anh chị em mình xem. Và một tác phẩm si. Đẹp mắt cho những tác phẩm cây bonsai của nhà vườn Thành Đạt Quy Nhơn.
quá tuyệt vời quý vị. Những tác phẩm si hàng cút lùng rất to. Một tác phẩm khá là nghệ thuật. Đây là một tác phẩm dối. Xây này tầm 4 người bê. Và có những chiếc chậu được phối cảnh lên một tác phẩm bonsai cũng khá là độc đáo. Tuyệt vời cái bộ thân. Rất là tranh không quý vị. 4 người bê, một tác phẩm dối nghệ thuật. Và những tác phẩm tùng vạn niên. Xây này chắc cũng tầm 60 bê. Một cây tùng rất là già. Thân cốt rất đẹp. Đấy là cũng là một tác phẩm tùng vạn niên. Một cây rất là to. Phải nói những tác phẩm bonsai khá là đẹp mắt. Và tiếp tục Thanh Phú chia sẻ gửi đến anh chị em một tác phẩm hàng xây lớn, rất là nghệ thuật và độc đáo. Một tác phẩm dối. Đấy, Thanh Phú mời anh chị em mình xem cái bộ cốt và tất cả cái vật xương, vật râm. Quá đẹp mắt quý vị.
đấy là hàng xây lớn. Vừa qua Thanh Phú chia sẻ, quý vị cùng anh chị em mình có nhà ý, cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Và đây là một xây kích một người bê nặng, một cốt dúi khá là đẹp mắt. Rồi tiếp tục, cũng là một tác phẩm dúi. Về tác phẩm dúi này đấy, nuôi cũng khá là lâu vì tất cả các chi tán bên trên cốt đẹp. Dàn cán nuôi này rất là to rồi quý vị, nó trải dài như một cái dòng chảy. Và một tác phẩm sam núi, đây cũng rất là to quý vị, một cái size phải nói là đây được vào chiếc chậu quạt, loại quạt lớn. Một tác phẩm sam rất đẹp, hàng xây to. Mời anh chị em mình cùng ngắm qua cái bộ cốt. Quá tuyệt vời không quý vị, rất nhiều xây và nhiều kích cỡ. Và đây là một cái phôi cốc cũng rất đẹp. Và xây kích tầm bưng bê, một người bê, 2, 3, 4 người bê để gửi đến quý vị anh chị em. Đây là một tác phẩm sam, một cây rất là già. Đấy, chi tàn nó mình hết rồi quý vị. Một người bê rất đẹp mắt. Và tiếp tục đây là nguyệt quế tầm 2 người bê. Cái bệ rất là đẹp.
Đây là hàng sâm núi. Và tiếp tục một tác phẩm Nguyệt Quế. Size này tầm chắc 3 người bê. Bộ cốt rất đẹp mắt. Cái dàn xương, dàn râm, cây này rất là già. Và những tác phẩm sam được vào những chiếc lu rất là đẹp mắt. Và đây cũng là sam, hàng siêu già. Size tầm 1 người bê. Và tiếp tục là linh sam, một tác phẩm linh sam nghệ thuật. Đấy, rất là nhiều size nhỏ tầm 1 người bê. Và đây là hải châu Tây Tạng mình hết rồi quý vị, 1 người bê. Quá tuyệt vời, một tác phẩm hoàng ảnh mộc. Đấy là một nghệ thuật, một tác phẩm cốc. Và một tác phẩm si siêu già, xây kích 1 người bê. Cây này rất là già, cù gắt. Phải nói là quá già quý vị, một tác phẩm si 1 người bê.
già rút rít hết quý vị. Và đây là một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Size này tầm 4 người bê. Và đây là một tác phẩm Sam được vào trong chiếc lu rất là xinh xắn. Những cây Sam mà nó đổ lu rất là nhiều. Và đấy là một tác phẩm tùng. Tiếp tục gửi đến quý vị cùng anh chị em. Đây là một tác phẩm khế. Bộ cốt rất là dị. Phải nói là quá đẹp quý vị. Xây này tầm chắc cũng 3 người bê. Đây anh chị em mình xem. Rất khéo. Quá tuyệt vời, một tác phẩm khế. Đấy là tác phẩm cốc. Và tiếp tục chia sẻ để anh chị em cùng ngắm qua một tác phẩm ngâu. Xây này chắc cũng tầm 4 người bê. Đấy quý vị, một cái bộ cốt phải nói là rất đẹp. Anh chị em mình cùng ngắm. Đấy, một tác phẩm ngâu phải nói là quá tuyệt vời quý vị. Anh chị em mình nhấc máy lên để liên hệ trực tiếp với nhà vườn
giao lưu. Và một tác phẩm Tùng Vạn Niên, cây này cũng rất là già. Đây cũng tầm 40 bê. Đấy, trước một không gian, một gian hàng của nhà vườn bonsai Thành Đạt Quy Nhơn, khá là nhiều tác phẩm bonsai đủ size đủ kích cỡ, rất là chỉnh chu từng tác phẩm. Và trước màn hình quý vị cùng anh chị em một tác phẩm Tùng Vạn Niên. Một cái tùng nuôi lâu năm, vàng tay rất là lực. Cũng có thể nói là đẹp hai mặt quý vị. Đấy, vàng tay rất là lực. Và sai tầm 2 người bê, một tác phẩm Tùng Đài Loan. Và đây là một tác phẩm Linh Sam. Cây này cũng rất là già, được vào chiếc chậu quạt. Rất đẹp mắt. Và đây là một cốt si. Một tác phẩm me. Những cái me rất là già, cũng vào chiếc chậu quạt. Đấy, phần đế rất là to, lực cây. Kia là một cốt Mai Chiếu Thủy. Đấy là một tác phẩm thăm núi, hàng phải nói là siêu vip quý vị.
và bên trong là một tác phẩm cốt giấy Mỹ rất già. Đây là cốt đẹp. Và một cốt dối nghệ thuật. Đấy, Thành Phú mời anh chị em mình xem qua. Đấy, trước một không gian trưng bày những tác phẩm cây bonsai đến từ nhà vườn Thành Đạt Quy Nhơn, cũng nhân dịp triển lãm sinh vật cảnh miền Trung Tây Nguyên mở rộng năm 2023 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thì hôm nay cuốn video này thành phố chia sẻ để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em những tác phẩm cây bonsai đến từ nhà vườn Thành Đạt Quy Nhơn, để quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem, thưởng lãm và giao lưu với nhà vườn. Và trước khi kết thúc cuốn video này, trên Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video này. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Và hẹn lại quý vị cùng anh chị em những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào.